Nhà đẹp Tân Á xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Bằng có địa chỉ tại Hải Dương. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của anh Bằng nha các bạn. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Bằng. Căn nhà của anh là căn nhà 2 tầng mái Nhật có phong cách hiện đại, màu trắng là màu chủ đạo của căn nhà. Cổng chính sẽ được chúng tôi thiết kế hai cột hai bên hình vuông và chân cột sẽ được ốp bằng gạch thẻ màu xám. Thân cột sẽ được sơn giả đá màu trắng để tạo sự hiện đại bắt mắt cho ngôi nhà. Cửa sẽ được chúng tôi sử dụng là cửa sắt phun tĩnh điện. Hàng rào được chúng tôi thiết kế rất là bắt mắt. Xen giữa các cột sẽ là hình lam và các song sắt, nhìn có thể nhìn vào phía trong thì là sự sang trọng của ngôi nhà. Phía trước thì hàng rào thế là được chúng tôi thiết kế thêm bồn hoa để anh Bằng có thể trồng hoa trong cái cảnh ở đây nha các bạn. Tiếp đến là khu vực mặt chính của ngôi nhà, từ sân đi vào tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế bậc 3 cấp để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình. Chân móng sẽ được chúng tôi ốp gạch thẻ màu tối để tạo sự vững chắc cũng như là làm cho căn nhà trở nên sạch sẽ hơn. Cửa chính sẽ chúng tôi sử dụng là cửa gỗ hai cánh, khung pano kính và được sơn màu đỏ để tạo sự nổi bật, làm cho căn nhà trở nên bắt mắt. Kế bên cửa chính sẽ được chúng tôi thiết kế là gara ô tô. Ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế cửa cuốn nha các bạn. Ở khu vực giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2, chúng tôi sẽ đắp thêm đường phào bao quanh ngôi nhà nhằm mục đích phân tầng và tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Cửa được chúng tôi thiết kế cho tổng thể ở tầng 2 và cửa sổ ở tầng 1 sẽ là cửa nhôm kính viền tối màu kết hợp với màu trắng là một chủ đạo cho chúng ta thấy một căn nhà rất là hiện đại, bắt mắt và sang trọng. Ngoài ra, cửa sổ nhôm kính sẽ rất giúp hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên và giảm chi phí xây dựng cho ngôi nhà. Phía trước tầng 2 sẽ được chúng tôi thiết kế thêm một ban công. Ở đây thì chúng tôi sẽ sử dụng lan can bằng kính cường lực để đảm bảo sự an toàn cho cả gia đình cũng như là làm cho căn nhà trở nên hiện đại bắt mắt. Phía trên hành lang sẽ được chúng tôi thiết kế, xin lỗi các bạn, phía trên ban công sẽ được chúng tôi thiết kế thêm hành lang bằng sắt phun tĩnh điện và phía trên hành lang sẽ là kính cường lực nha các bạn để che mưa che nắng cho ban công. Và ở khu vực cổ mái thì chúng tôi sẽ thiết kế sơn màu xanh ở đây nhằm mục đích phân tầng và tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Hệ mái được chúng tôi thiết kế cho căn nhà của anh sẽ là mái Nhật. Trong quá trình thiết kế, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư chúng tôi đã tính toán về chiều cao, độ dốc, phân tầng của mái cũng như màu của mái sao cho hợp phong thủy và thêm được sự bề thế và bắt mắt của ngôi nhà. Trên ban công thì chúng tôi sẽ bố trí thêm các chậu cây cảnh, cây bonsai để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Tiếp đến là góc quay nhìn từ bên phải của ngôi nhà. Ngoài sảnh chính thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm sảnh phụ để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình. Và xung quanh cửa sổ sẽ được chúng tôi đắp thêm các đường phào nhằm mục đích tạo hình khối kiến trúc cũng như tránh tình trạng nước sụt vào nhà. Phía trên cửa sổ sẽ được chúng tôi ốp bằng gạch thẻ màu xám để làm cho căn nhà trở nên đặc biệt hơn. Và để giảm sự đơn điệu cho bức tường, chúng tôi sẽ thiết kế thêm các đường chỉ âm nha các bạn. Trên xe lô mái, trên các bức tường và trên trần nhà, chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy vào ban đêm. Và đây là góc quay ở nhìn từ ngoài mặt tiền nhìn vào. Do căn nhà của anh ở khu phố, phía bên trái của căn nhà có nhà của hàng xóm, do đó chúng tôi sẽ không phát triển hình khối ở phía bên trái nha các bạn. Tiếp đến là phối cảnh của căn nhà vào ban đêm, nhìn rất là lung linh, lộng lẫy và bắt mắt. Và đây là hình ảnh của căn nhà nhìn từ trên cao. Ở góc độ này chúng ta có thể thấy được hệ mái được chúng tôi thiết kế cho căn nhà của anh rất là bắt mắt. Và chúng tôi sẽ thiết kế thêm một giếng trời để hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên nha các bạn. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chúng tôi đã tư vấn và anh Bằng đã biết đến kiến trúc Tân Á như thế nào nha các bạn. Anh Bằng có chia sẻ với chúng tôi rằng tình cờ lúc anh lướt YouTube thì có thấy được mẫu nhà
của nhà đẹp Tân Á. Anh vào xem thì nhận thấy rằng mẫu nhà của Tân Á thiết kế rất là đẹp, bắt mắt và quy trình làm việc rất là chuyên nghiệp. Do đó anh đã tham khảo và chọn được cho mình mẫu nhà ưng ý từ đó. Các bạn cũng có thể giống như anh là truy cập trang web và kênh YouTube nhà đẹp Tân Á. Ở đây chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4 để các bạn tham khảo. Đi kèm với đó là sẽ có những video chia sẻ những mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có được cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Sau khi các bạn đã chọn được mẫu nhà thì có thể vào phần mô tả của kênh YouTube. Ở đây chúng tôi đã để lại thông tin của mình. Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thêm. Ở website Nhà đẹp Tân Á, chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu lâu đài, dinh thự, villa, các mẫu biệt thự, các mẫu nhà phố, nhà cấp 4. Ở đây chúng tôi có các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam ở tất cả mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, biệt thự, nhà phố, nội thất và công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhà đẹp tân ái.vn. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chúng tôi đã làm việc với anh Bằng như thế nào để ra được một căn nhà hiện đại sang trọng như thế nha các bạn. Khi anh Bằng đã chọn được cho mình mẫu nhà ưng ý thì anh có liên hệ với chúng tôi, được chúng tôi tư vấn thêm về các mẫu nhà cũng như giới thiệu với anh về quy trình làm việc để thiết kế được một căn nhà. Như chúng ta đã thấy, việc đầu tiên là chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát đó khu đất, lấy thông tin từ anh, sau đó sẽ lập nhóm Zalo để làm việc, trong đó kiến trúc sư trưởng sẽ làm trưởng nhóm, kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất sẽ thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đó sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu chúng tôi đều có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao hồ sơ cho anh Bằng, đến giai đoạn anh thi công căn nhà, chúng tôi sẽ cử hai bộ phận là bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát căn nhà của anh Bằng, bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi hỗ trợ anh Bằng 24/24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Các bạn có thể thấy, để hoàn thành được một căn nhà từ khâu thiết kế cho tới thi công hoàn thiện thì chúng tôi cần rất là nhiều con người. Ở mỗi vị trí chúng tôi sẽ cử những người có năng lực và phù hợp với căn nhà của anh để đảm nhận. Do đó mọi so sánh giữa công ty chúng tôi và các công ty khác đều là khập khiễng, không thể so sánh được. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp khép kín như thế này thì chúng tôi đã rất cố gắng và phải có năng lực như thế nào thì mới có thể làm được, đúng không các bạn? Tiếp đến chúng ta hãy cùng tham khảo quy trình khảo sát thực địa khu đất của anh Bằng cho công ty Tân Á nha các bạn. Để thiết kế được căn nhà như chúng ta đã thấy thì việc đầu tiên là Tân Á phải về tận nơi khảo sát đo đạc khu đất, lấy thông tin từ anh Bằng. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là hình ảnh chúng tôi đã chụp lại khu đất của anh Bằng nha các bạn. Trong quá trình khảo sát thì chúng tôi sẽ đo phong thủy và đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Bằng. Trong quá trình khảo sát chúng tôi sẽ đo đạc khu đất cẩn thận, đo chiều rộng mặt tiền, đo khuất đất nền so với mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Số tiền anh dự kiến đầu tư cho căn nhà sẽ là 1,2 tỷ đồng. Qua trao đổi, chúng tôi sẽ thiết kế cho anh Bằng một căn nhà 2 tầng có công năng như sau. Tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, một phòng ngủ, vệ sinh chung, sân ướt, gara. Tầng 2 sẽ có một phòng thờ, hai phòng ngủ, vệ sinh chung, phòng sinh nhật chung. Qua trao đổi và trong quá trình khảo sát thì anh nhận thấy rằng kiến trúc Tân Á làm việc rất là chuyên nghiệp, nhiệt tình và chu đáo. Anh cũng tin tưởng và hy vọng Tân Á sẽ thiết kế cho anh một căn nhà thật là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hiện nay kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể căn nhà. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Bằng nha các bạn. Để bố trí được vị trí các phòng sao cho hợp lý thì việc đầu tiên là chúng tôi sẽ đo phong thủy và từ đó sẽ đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Bằng. Như chúng ta đã biết là anh Bằng sinh năm 1983, dựa vào phong thủy thì anh hợp về bốn hướng làm nhà, đó là Đông Bắc, Phục Vị, Hướng Tây, Phước Đức, Tây Nam, Sinh Khí và Tây Bắc,
và tiền Y. Từ đó chúng tôi sẽ bố trí căn nhà của anh Bằng một cách hợp lý. Đây là mặt bằng định vị căn nhà của anh trong khu đất. Căn nhà của anh Bằng có diện tích 10,2 x 8 mét vuông. Hệ tường bao sẽ được chúng tôi sử dụng là hệ tường 220. Các vách ngăn sẽ được chúng tôi sử dụng là hệ tường 110. Các bạn có thể thấy phòng bếp sẽ được chúng tôi đặt ở vị trí hướng Tây, chính Tây, Phúc Đức. Sảnh chính cũng sẽ được bố trí ở hướng chính Tây, Phúc Đức. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách nha các bạn, có diện tích là 19,5 mét vuông. Từ phòng khách sẽ tỏa đến các hướng, phía bên trái phòng khách sẽ là gara ô tô và có diện tích là 19,4 mét vuông và cầu thang đi lên tầng 2. Phía sau sẽ là phòng bếp, công ăn có diện tích 13,5. Cuối cùng sẽ là phòng ngủ có diện tích 11 mét vuông và nhà vệ sinh chung có diện tích 2,6 mét vuông. Tầng 2 thì chúng ta có thể thấy rằng chúng tôi được thiết kế cho anh hai phòng ngủ theo như yêu cầu của anh, có diện tích lần lượt là 13, 11,3 và 11 mét vuông. Sân giữa hai phòng sẽ là nhà vệ sinh chung và ở tầng 2 sẽ chúng tôi thiết kế phòng sinh hoạt chung có diện tích là 20,2 mét vuông. Phía trước sẽ là khu sân thượng và cuối cùng sẽ là phòng thờ có diện tích 8,8 mét vuông, được chúng tôi bố trí ở hướng chính Tây, Phúc Đức. Tôi và các bạn đã tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Bằng. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho căn nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.